Kính chào quý vị khán giả của chương trình Thế giới Thể thao Điện tử. Ngày hôm nay trường quay của chúng tôi được chào đón một trong những hot girl, hot streamer của làng eSports Việt Nam, đặc biệt là đối với những ai mà hay chơi game Free Fire sẽ biết đến cô gái này, đó là Hà Thảo Linh. Xin chào Hà Thảo Linh. Xin chào anh Thanh Hiếu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Thảo Linh. Hiện tại mình đang là sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội và công việc phụ của mình đó là livestream cùng với làm các clip content trên YouTube. Công việc phụ của mình nhá, Hà Thảo Linh chia sẻ một chút nhiều hơn về công việc phụ của mình được không? Thực ra thì em lúc đầu em xem các buổi livestream của anh Virus cùng chị Linh Ngọc Đàn thì em cảm thấy là mọi người khá là thú vị, cho nên là em cũng muốn thử sức làm thử giống ạ. Khi em bắt đầu vào đại học năm thứ nhất thì mẹ em có hỏi là em có sẽ định làm thêm gì không, thì em có bảo là con sẽ làm thử livestream. Xong rồi bố mẹ có đồng ý không? Thực ra lúc đầu bố mẹ em không có đồng ý lắm bởi vì sợ công việc bấp bênh ạ, nhưng mà em vẫn dùng thời gian để chứng minh cho bố mẹ thấy là đây là một công việc hoàn toàn phù hợp với em ạ. Và bây giờ thì thế nào, bố mẹ hài lòng không ạ? Thực ra thì bố mẹ em cũng đã bớt rồi nhưng mà vẫn hơi lo bởi vì cái khối lượng công việc và sức khỏe của em thì hơi bấp bênh một chút. Cá nhân tôi nghĩ đây cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì là bố mẹ nào thì cũng luôn luôn lo cho con cái. Bạn có thể chia sẻ một chút khó khăn, bởi vì lúc nãy bạn có nói là cái công việc học và việc làm kết hợp làm streamer, làm thêm một công việc nữa nó bấp bênh đúng không? Khó khăn như thế nào? Bạn có thể kết hợp cái công việc đấy với nhau như thế nào? Thực ra thì việc em cân bằng giữa việc học và việc làm nó là một cái rất là khó. Bởi vì nhiều khi em phải thức quá giờ để có thể làm được hết tất cả các việc ạ. Nhưng mà lúc nào em cũng muốn là bản thân mình thử thách để có thể làm được nhiều hơn ạ. Cái việc livestream hiện tại của em nó đã chuyển thành một cái công việc phụ rồi, và công việc chính của em chỉ làm clip và đi học thôi ạ. Cho nên các buổi livestream thì em có thể bữa có bữa không ạ. Còn các clip thì em vẫn phải ra đều ạ. Là lịch học mình như thế nào thì lịch livestream nó sẽ đi theo như thế ạ. Đó là một cách rất là thông minh, bởi vì là nó giúp cho chúng ta đảm bảo được hai công việc hoàn hảo như nhau đúng không ạ? Vâng. Thảo Linh chia sẻ một chút về những thuận lợi và những khó khăn của một người con gái làm nghề streamer được không ạ? Thực ra thì mỗi người sẽ có một cái sự khó khăn riêng ạ. Và em nghĩ là những cái chung nhất thì lợi thế của con gái đó là các bạn đều có ngoại hình rất là tốt và các bạn ăn nói rất là tốt. Thì người xem thì họ có thể là họ sẽ thích hơn là xem các bạn con trai. Nhưng mà cái khó khăn đó là các bạn nữ sẽ phải có thật là nhiều sức khỏe để có thể duy trì được cái tốc độ làm việc. Thảo Linh thân mến, là một người con gái có ngoại hình rất ấn tượng như thế này, thì chắc chắn là khi mà livestream ấy, mình cũng không thể nào tránh khỏi những cái bình luận, những comment khiếm nhã đến từ khán giả được không? Đúng không? Bạn chia sẻ một chút về vấn đề này được không ạ? Thực ra thì ngày trước thì em có hay đôi co lại với mọi người. Em rất là kiểu cảm thấy là tại sao mọi người lại nói năng khó chịu như thế, thì em bất vẫn công. Có đôi co. Nhưng mà thời gian dần dần trôi qua thì em chỉ cảm thấy là nếu em đọc được thì em chỉ lướt hoặc là em xóa đi thôi. Mình không đọc được thì là ok. Hoặc là mình sẽ trả lời một cách gọi là chung chung nhất cho các bạn là nói chung em không muốn tốn công giải thích quá nhiều cho mọi người, mà em chỉ muốn mọi người là hãy đừng để cái tiêu chuẩn của mọi người áp đặt lên một người khác thôi. Rồi bây giờ quay trở lại một chút xíu, tôi tò mò không biết là cách mà Hà Thảo Linh đang xây dựng hình ảnh của mình như thế nào? Đối với em thì mọi người thường nghĩ em có cái xu hướng là cosplay, nhưng mà thực sự thì em không cosplay, mà em giống như là mình cố gắng là nhạc nào mình cũng nhảy, kiểu thời trang nào mình cũng có thể sử dụng được ạ. Mình không em không muốn bó buộc mình trong một cái khuôn nào cả, một cái style nào cả, mà em muốn mọi người khi thì thấy em rất là nhí nhảnh, khi thì thấy em rất là ngầu, hoặc khi thấy em rất là gì đó ạ. Tức là giống như kiểu mình đa dạng nhất có thể đúng không? Trò chuyện khá lâu với Hà Thảo Linh rồi nhưng mà tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cá nhân của bạn cả. Bây giờ nói chuyện một chút về cá nhân nhé. Đây là thông tin mà không chỉ tôi mà có lẽ nhiều khán giả nam đang rất quan tâm, đấy là Thảo Linh có thể chia sẻ một chút về chuyện đời tư của mình được không? Chuyện đời tư thì em cũng không muốn tiết lộ nhiều, nhưng mà nếu mà mọi người tò mò thì em vẫn chưa có bạn trai. Tại vì cái khối công việc của em nó nhiều quá, em vừa học vừa làm, cho nên là em sợ là em không có thời gian để mà quan tâm đến bạn trai của mình. Nên em nghĩ là chắc là để một thời gian khác, hoặc là một người nào đó thích hợp sau, chưa phải bây giờ. Còn các sở thích khác cá nhân thì em nghĩ là mọi người cũng đã biết rồi. Bởi vì em là một người hay cập nhật những cái tình hình của mình trên story Facebook ạ. Nên là mọi người rất là dễ biết là mình hay thích cái gì. Em nghĩ là dự định sắp tới thì em sẽ cố gắng xây dựng hình ảnh mình nhiều hơn, và
tốt nghiệp. Có dừng lại ở công việc streamer không hay là muốn làm thêm những thứ khác? Em nghĩ là em sẽ mở rộng ra, tức là không chỉ livestream mà em sẽ đi sang các mảng khác nữa. Có lẽ là em sẽ chuyển qua đóng MV ca nhạc hoặc là sản xuất một MV ca nhạc nào đó. Đấy cũng là một ngã rẽ mà tôi nghĩ rằng là cũng rất thú vị đối với những ai làm streamer, bởi vì nó là một ngã rẽ sang phù hợp và nó có thể tận dụng được những cái lợi thế mà mình đã có sẵn rồi. Một lần nữa cảm ơn Hà Thảo Linh đã nhận lời tới tham dự với trường quay của Thế giới Thể thao Điện tử. Và bên cạnh việc chúc bạn sẽ hoàn thiện được giấc mơ đó, thì những người thực hiện chương trình cũng mong rằng bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn luôn rạng rỡ xinh đẹp như thế này. Đồng ý không ạ?